Đừng bảo là dắt chơi rồi ạ. À, hóc hóc hóc. Well, Tobi does have a history of Sparky. Được rồi đấy. Hóc lưu rồi, hóc lưu cycle rồi. Đây là deck mới, đấy mình đã nhập đúng rồi. Bình kia lava. Nhưng mà deck này nó không có spell. Deck này nó không có spell, bắn khó lắm. Bên kia có một con Muskin T và một con đàm bét. Con đàm bét, chắc chắn là con đàm bét. Oh, cái Inferno, đây là Earthquake rồi. Phải. We do have that Inferno Tower. Họ có sợi khá luôn bên kia rồi. Ai chưa? Ai chưa? Nhưng mà sẽ có một hit. Ít nhất là sẽ có một hit từ Balloon. Không được rồi, mày quá bật rất đầu. Đây là một cái deck an toàn. Mà người tạo ra deck này chính là Benrel, Rudel. Phải nói là nếu trong cái bài này Zack muốn thắng thì nên kiểu chỉ có một cái giáp thôi, vì vậy là Zack cần phải spam nhiều ai chơi hơn. Thực sự nếu mà nói mà Hawk có thể vào được trụ không thì mình nghĩ là không. Có Tombstone, có Barbarian, không có Fireball, Zack rất là khó đánh. Vì vậy Zack cần phải spam Archer. Phải spam Archer. Thực sự đéo không được rất là khó. They both know, especially Tobi, he knows how to go up against the cycle deck. It's not only Jack that uses Hawk cycles, you know, it's all over the ladder, it's all over your friends. So he definitely knows, you know, he doesn't need the Barbarian all the time to defend the deck, but there we go, Lava is put down, which means it's go time for Jack on the other side. Barbarian chưa ra rồi. Có Spickle, stop. Two hits. Two hits? Wow. Now. Even with those Barbarians put down. Tobi really needs to focus on this one. Jack's got. Cẩn thận, có một cái Fireball. Lock. And Inferno actually pointed at a little bit more. Archer đâu? Ôi, đừng để Archer bị chết trời ơi. Một cái giáp Snowball. Đẩy ra. Một hit, chỉ một hit thôi, chúng ta vẫn có trộm được. Một hit, okay. Earthquake. With that earthquake, này, 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 one, one hit. Yes. Đẩy hóc nhanh hơn, đẩy hóc nhanh hơn. Còn 2, 3, đẩy hóc nhanh hơn. Chúng ta cần đẩy hóc nhanh hơn. Con Ash, con Mai. Một hit nữa. Đẩy hóc đi, đẩy hóc đi. Chúng ta 26 giây, con hóc đủ thời gian đâu. Đẩy hóc và Earthquake. Phải bớt đấy rồi. Earthquake. Nice. Inferno power put right at the bridge. Snowball will be ready. Okay, GG. Not even needed. Only 7 more seconds. Nice. What can Tobi do? Ooh, he's gonna wait for it. He's gonna wait for it. There we go. Oh, nice Inferno. Nice. Good boy. Well played. Jack takes. Again, today. Yeah. Like right now. Yep. So Jack, game 2. Game 2. Can have a 2-0, but we'll see. Skeleton still the same. Trời hóc không? Hóc không? Trời hóc luôn. Sợ gì đâu. Still can be lots of lava, never mind. With that mine. Đúng rồi, thả Barbarian nhờ chuẩn như vậy. Nó thán con la nó nhảy ra mà nó đúng cái chỗ con miner luôn. À, đây là deck balloon rồi. All miner. Balloon cycle. Even if the tornado is banned, having that safe miner placement. No, 2-0. 2-0. Oh, he's been a bowler. So in the past, I think at least this year and phase one, only Raya has played the bowler, I think 3 times. And I thought Zack would play Hawk, but no! That brings out the bowler itself and Giant. Yeah, with that Giant, and this might be the earthquake that Tobi actually has in here. So in terms of... There we go! Ui! Deck này là một deck mà mình phải nói là... Locks onto the Giant now, and there was one more... Nhưng mà họ không có Zack. But still... Một cái Earthquake và một cái Snowball làm cho chủ mất rồi. Có một hit được dây rồi. Và luôn đẩy lên không? Chuyển Willy rồi. Vì họ đã có một cọ, họ đã có AV rồi. Nhưng mà tên là rồi, chỉ đẩy Balloon đẩy mạnh rồi thôi. Hình như thẻ cuối cùng là... There we go. Unfortunately, the position with the skeletons did not distract the miner this time around, so we'll get a little bit more swings in. Zack vẫn chưa dám đẩy balloon. We'll see how Jack decides to counter here. Actually, not bad for Tobi because Jack spells if he has a poison and the follow up, it may actually be sealed for the rest of the game unless he has a really good follow up. There's a balloon. The Mega Mini doesn't look at the miner, rather it looks straight at the miner. It will. Nice. See the damage. Ooh.
có một hit được bao lâu? Của người này như nào đây? Họ có mắc mình không phải đây là con Mega Minions. Vì đánh lạc hướng của Earthquake này là rất tốn thật cho tên này. Nên còn đánh Windy cho Balloon bay lên. Balloon lên, Miner bây giờ đánh lạc Miner xong bắt rồi. Có một nổ phương vào trụ rồi đúng không? Có rồi. Damage not onto E-Wizard, so Tobi can actually follow up big time. Good prediction with the snowball, but doesn't really get all the skeletons on the back. It must be the hướng rồi. So forces Musketeer. But that's slow. Tiếp tục đẩy mai nữa. From the miner, but Tobi. Ui đổi hướng luôn. Tobi bị lỗi. Tobi đặt ba lung bị đặt bông lời bị lỗi. But he also had the guard's defense. I think it's because he really wants to set up on the left, which took a lot more damage. Có một cái điều đó là các bạn có thể dùng đấm từ con bowler để đẩy con miner và luôn đẩy lên rất tốt. Có một cái điều các bạn nhưng mà kỹ năng này rất là khó, đó là dùng con bowler để đẩy con miner anh chít về đẩy về hướng của trụ của cái trụ kinh và có thể anh chít được kinh tower, nhưng mà đây là một cái kỹ năng rất là khó. Khi mà con miner nó nằm từ một vị trí là góc 7 giờ thì mới đẩy được rồi, hoặc là góc 3 giờ. But he has defended left. That one mega minion is not gonna be no enough. No, what if the minor cheap damage is big as well. Rob, that's it. Jack Snowball to follow up and pushing that mega minion was just enough. These snowballs are just making the game so differently. There's a goblin muscle coming out from Jack. Yep, I've got my team. Going to that king of the hill. All right, congrats to Jack. He sees his team once again, even though, you know, he didn't lose any. However, 2-0-2-0 for the first two sets. King of the hill. We'll see how this goes because now it's all for grabs. Brand Esports. Okay, và chúng ta sẽ quay trở lại. Thực ra là mình thấy cái thai này nó bị to mà nó bị mỏng nước đúng không? It's kind of like the hog rider. Ở trên động tai sao bị thấy á? Couple chip damage every time you put it down. Just allow that to happen and they're starting to figure out different kind of style. But here we go. Jack putting down that. Okay, Jack. Royal goes in the battle. Gì vậy chơi beast spam à? Just mentioned about the Pekka and the Bandit. One of the most classic ones. Bút ngay con Pekka. From a long time ago. Bút ngay con Pekka. Liệu rằng là ông này biết đàn bà thế không mà chơi con Pekka vậy? Already from an MVP. Very similar. Bé đi bên trái. Ghost has to be stopped. That's coming from the Bane, but the Ram does charge into the tower. All right. No defense? The no defense, đổi hướng à? Wait. Hi, bro. Wait. Rất chi là căng đấy. Rất chi là căng. Đổi hướng luôn. Họ cũng không đuổi đi để có thể ép được. Con ma đi vào trụ. Đáng lẽ mà đặt ngay đặt. Đáng lẽ mà đặt gót ở ngay cầu chứ không phải là nãy đổi rồi. Được rồi. Damage on the right side, the bandit gets the charge, it gets the swing. Yeah, my hung hơi căng đấy. So right now, we're not looking at the King Tower HP, Jack has to lead. Yes, he does. Yeah, how he sets on the up way, yeah. So for that pocket better him to actually go. Muốn chặn Madis thì các bạn phải đặt ngay con God ở ngay cầu. Madis nó không lao vào trụ. Nhưng mà hình như Tân vừa rồi đặt chậm. Second of the game, if you're really forcing the opponent. Ok, và nếu mà chắc thế này thì liệu ông nào sẽ ăn lên một 3 sao hay là 2 sao thôi? Rất sẽ ăn hay là Man Đông? Alright, there you go. Mano should be making his move. The battle ram on the left and the royal charges in. Yeah, royal ghost only is definitely not good enough. There we go. Battle ram placed a little bit behind. The E-Wiz will definitely buy Mano GP sometime here. Yeah, just enough. And usually you wait for the Batarang and have the E-Wizard to go against it. Stuns the charge from the Batarang all the time. Makes it slow, makes it dumb, so it doesn't reach the tower all the time. And Jack has been using the Electro Wizard for that Pekka so many times. Alright. Still Jack leading though. Yeah, Jack is definitely leading unless MonoGP always is going to go for that King Tower. But now, you know, the King Tower and the Princess for Jack is basically the same. Great poison. Getting all the ones, getting all the minions doing the damage to E-Wizard. Thả chắc. Bạn đi, đúng yeah, rồi. What MonoGP actually chắc is doing now is what I personally like doing when I'm using the Bạn đi vẫn sống. Pocket Royal Ghost rather than the Battle Ram. Because it kind of, it's less expensive in a way. And it forces out at least one kind of unit. And it forces the defender to take the hits as well. Yeah, MonoGP will take some damage to King Tower, but I don't think he really cares about it too much. Because he's the one that's supposed to push into Jax and also go for that King Tower with 1700 left.
Okay, there we go with the offensive poison as well. The barbs will get some swings, and the wait. Okay, dash in, but the real pushes are happening onto the right side. Pekka going straight to the King Tower. Oh, the Royal Ghost is actually. But still too healthy right now. The Batarang will be deleted with the minions. It gotta be stopped. Zaps, but still minions do survive with the zap damage. Oh, that's slip push. You are locking into the tower. Okay, chúng ta sẽ đến vào liệu rằng đây là game cuối cùng không? Thật sự nếu mà game cuối cùng thì lúc mà Pháp gần như là đang nằm cái cơ hội là đi về lắm. You see that? But anyways, yeah, he's trying to calm down at the same time. And yeah, those are really good signs that he's having fun on the stage. So far, the Star Prince. Ooh, okay, there's a Hunter. Ryan, there's one. Hunter, there's a Ryan. Sparky Back Hunter has been coming out a few more times. Mm-hmm. There we go. We have the Infernal Dragon. Alright. This basically seals it, though. Yeah, but. Seeing that card coming down, dropping down, the big green deal. Yeah, that's the part Manam did that. Yeah, Sparky! Sparky Lightning! Yeah. Sparky Lightning! Bên kia là Echo, mày giữ được con Echo đi! Đúng rồi! Tuyệt vời! Yes, the lightning happens and this is gonna be lightning pretty big. We have nice the giant locked onto the tower and it does get some swings in there. Mở khởi đầu mà lại không thể tuyệt vời hơn nữa của Kenshi. Theo cùng là Sparky và một cái gì nhỉ? Really don't want to. So basically, mình còn cắt sao? When you see the E Dragon come down, when you already had that Goblin Titan, I'm too sleepy in the maker. No, đây là một snowball, chơi ba spell rồi. Mình nhớ là đích kia là của gác, mình sẵn tanh được. To lead the golem before it reaches the Prince's Tower. Again, tornado for Mana. Would be great too. Together, everything. Make sure the golem death damage connects to a lot. That's when I see golem will be deleted. Quickly with that Sparky working Sparky on it. Sparky bảo vệ rất tốt. That was a. Nhưng bây giờ là con Echo. Putting down the Dark Prince. Nhưng mà mình nghĩ trong thả con Echo trong cái bài này trong tuần vừa rồi. Con Echo không bị bắn trừ. Echo actually pushed the Yi Dragon out of the Prince. À, sâu cầu lắm, kệ anh. Sâu cầu lâu lắm. Luckily for Mono GP, sâu cầu từ những năm vừa rồi và đánh được khỏi. Con Echo bị đẩy ra ngoài tầm với của trụ ạ. Thật là buồn cười ạ. Chắc chắn là như vậy, Sparky sẽ đánh cùng hướng với lại Golem. Và cần phải bảo kê được tôm đẹp như vừa rồi. Đây, Lightning đi chưa? Phải Lightning cho con Echo. Tại vì Sparky không thể bắn được. Được rồi, Sparky được bắn rồi, tại vì con Giant đã đi rồi. Tuyệt vời quá. Bây giờ phải giữ cây được con Echo. Echo lại khóa được Sparky rồi. Có một hit không? Now, Mono GP is a little bit ahead. Mono GP really wants to push this with the Lumberjack Golem this time. Ôi, xong rồi. Even the Lumberjack might actually go to the other side, but the Golem is locking on. And alright, just might just create an opening for Mono GP as you see. Có tận dụng được tên này không? Giai đoạn này được đâu? Lightning chuẩn bị. Lightning đi! Lightning được Echo chết mày ha. Này, rồi. Goblin Giant vào. The Goblin Giant does go through, gets a couple swings. Nhưng mà chứ này vẫn chưa được, kết thúc với Giant đang bị diệt. Họ không có, spell nhưng mà chúng ta cần cần hết được con em để nó khỏi chung. Okay defense against the Goblin Giant. Một hit. Pushing the lead too much. Tiếp tục là Golem nổi. Đưa ăn cả nào vậy không à? Cái này không chậm rồi. Let's see the speed. Star Prince will be pushing that Goblin Giant too. Lightning! Con Lightning go! Lightning đi! Great tornado pull with that Lightning! Lightning! 272! Oh, a little fast from hay quá! Phải đủ Lightning tinh chuẩn. Kích cục! Really aiming for that perfect chance. To stop the streak. From Fanny Sports, it was close. But it's gonna come down to 2-1 now. Tuyệt vời! Đây là game thứ tư. Chúng ta nếu mà thắng này chúng ta sẽ chọn một trận nữa. Zero straight in order for Bob Gaming and they really
seriously need this match win to go into the playoff later on. We'll see if Kensumishi can actually pull it off, because if Kensumishi wins, he still has tried. Rồi, con đã thơm vào sang rồi, ghép bằng gì với Sparky, bác đi. Giữ lại đánh rồi. Cắm đi Sparky. Rồi. Ờ? Lovely unit. Cái sắp chi là thông minh. Có thêm một cái snowball nữa rồi. To everything, so have to use another giant snowball. Yeah, it actually, you know, it looked lovely when it got rid of three Royale all at once, but that one target, one all right, HP Royale tanking the princess tower, xong rồi. It actually did do một kèo nó khó càng khó. Damage to Kensumishi's right side. Hơn một pha đép lỗi, để nó đép lỗi. Một pha đặt Hunter hơi sớm. So with this cycle, Toby's actually okay. Sparky's going to have a really tough time. Chắc chắn là bây giờ phải đánh cùng hướng rồi, đánh được hướng là vua. Landing on Toby's side, of, especially to the tower, and E-Wiz. Even guards are actually really good against the Sparky because it takes down the shield first, yep. And they don't go down unless there's something else connecting to that Sparky. Chúng ta cùng soi tay của hai game thủ. Sẽ là cái thẻ cuối cùng là gì? Toby is basically forcing Kensumishi and not allowing him to put down the unit and set up the way he wants. He's always forcing him to kind of stagger everything, and now finally the Royal Hawk's a bit here. The Royal Hawk Omega, Mega Minion there is the best, but that one Mega Minion is Sparky bây giờ nó không được Sparky ngày xưa, nó là nó cần chăm sang xa hơn, vì vậy là em không thể làm một phát đập mình sẽ được. Thế giờ là tiếp tục là Golden Giant có Sparky đâu, là có Mega Knight thì không phải. Nên là Mega Knight chứ không phải sao. Một hit bomb, tuyệt vời. Sparky, con Mega Knight đổi hướng. Con Mega Knight đổi hướng nhưng mà không được rồi. Vẫn có một con đàn mình. Có một tanh cho hóa học Hunter đi. Đúng rồi, tuyệt vời. Chúng ta sẽ đẩy Golden Giant không? Không có rồi. Thế cuối cùng là gì đây? Rồi, hóa bên kia. Mega bên sẽ ép rồi. Một Giant Snowball. Cần phải hướng quân support cho kìa. Anh cho bắn đi. The bar barrel with the Mega Minion to defend on the left side for the Royal Hog. It still does a ton of damage. Now it's only 8-5. Bây giờ là thời điểm hỗn rớt, Golden Giant can be too much on the left side to split that minion. Hunter bắn đi. Similar story here. No more cùng đường rồi. Take a little more from that Hunter now. The Goblin Giant alone on that tower. Bandit comes to save it. Không được rồi. Still not good enough compared to bây giờ chúng ta lại đổi hướng. Oh, there we go, the split hawk now. Hunter đâu, chưa đủ ấy nữa. Bắn đi. Cần lắm một con Sparky bắn nhanh hơn. Toby has hai bên rất là cân bằng. Bên kia cũng rất cân và bên này cũng cân. Bọn này có Mega Knight thì chặn rồi. Đừng để Mega con đồng vẫn chưa đến cuối kiện. Bên này có Poison. Hai ninh đưa đủ chưa? Kết thúc Messi, anh cũng phải là một người tuyệt vời. Được rồi. Một phát con đã pin lên rồi. Hết AD rồi, họ đẩy đi con rồng. Con ngựa chạy chậm thế nhỉ? Bình thường mới lấy mình chạy nhanh lắm mà. Tiếp tục Golden Giant, họ sẽ bao trùm rồi. Tiếp tục là Golden Giant. Một cái lightning sẽ là tuyệt vời, một cái lightning nữa. GG. Ủa, Legend đâu rồi á? Có nhập trận không vậy? Legend làm gì có trận trong này nhỉ? Bà hỏi. Legend đánh ngày hôm qua thì Legend đánh thì Legend đang làm ra và sẽ quay trở lại vào tuần tới. Nào anh ta lý nó là như vậy. Who had a tough moment against Benzer, I believe, on Thursday.